Hôm nay là 15 rằm nha mọi người, chỉ còn chưa được 2 tuần nữa thôi là Tết. Tết mình anh Trang về cái gì? Cái này là cây đào nha. Đây là đào Nhật Tân nha mọi người. Một cành như thế này ha, 180k ha mấy bạn, trưng qua Tết được ha. Cái là hàng nó nở từ từ nha, nhìn nè, đủ ha. Hôm nay anh Trang có gì? Có mẫu đơn nha. Mẫu đơn này là mẫu đơn nhập nha mọi người, nó có nhiều màu nha. Bữa nay cái này là màu vàng nha. Nó gói rất là kỹ lưỡng nha mọi người. Màu xanh. Đây là màu hồng nha. Bữa nay là em về toàn là mẫu đơn hết. Có cảm xúc màu cam nha. Hàng mới vừa về nhìn nó thôi nó là xuất sắc luôn. Cái này cũng cam luôn nha. Đây gọi là bức ảnh mà bạc triệu như quay cái clip này đó. Còn mấy bạn đó mà bán ở thành phố thì mình không nói nha, nhưng mà ở quê mà để bán mấy cái này đó đâu phải đủ cái đam mê mới được. Chứ nhiều mấy anh chị em có hỏi thôi, chưa có đủ mê man, hay là nói chung là kinh phí chưa có phù hợp đó. Nhiều khi về này cũng bệnh lắm. À, xuất sắc rồi. Đây. Em thì nói chung là mê lắm, thật sự. Nhìn đã gì đâu, nhìn cái bông nó chà bé lửa luôn các bạn, nhìn này rất là xuất sắc nha. Mẫu đơn nè. Mình về ngày Tết đó thì mình phải có cái không khí là màu sắc này nọ cho nhìn nó cơm tụ. Ôi màu xanh đó quá đẹp, quá đẹp, quá đẹp. Quá xuất sắc. Wow. Mấy anh chị em nào có cấm khai trương nè, cấm tại vì thường thường 18, 19 là khai trương, hoặc là mình cấm mình đi tặng á, mình tặng á, sinh nhật á, nhìn nó cũng bắt mắt luôn, quá đẹp. Đây màu trắng nha. Lấy bó cúc thì mình cái gì, lấy bó, hỏi anh ra lấy bó cúc nào đấy không. Đây nha, màu trắng nha mọi người, đây màu trắng, nhìn phải nói là xuất sắc, mê quá. Cái này để có cái bức ảnh này nó cũng tốn kém lắm. Mấy anh chị em nào có nhu cầu mua mẫu đơn thì cứ inbox cho mình nha. À, cách liên lạc của mình thì nó nằm trên tường á.